Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hatchback hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Đây chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản nhập khẩu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và sản xuất năm 2012. Nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký lần đầu năm 2016. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị bạn ạ. Đây là chiếc xe Kia Morning phiên bản số tự động, bản 5 chỗ quý vị bạn nhé. Ở thị trường Việt Nam mình thì rất là nhiều Kia Morning, nhưng mà chủ yếu là cái phiên bản van 2 chỗ ngồi ạ. Chiếc xe này là phiên bản 5 chỗ ngồi đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này thì đẹp xuất sắc luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe còn rất là đẹp. Chiếc xe này là chúng tôi bán cho chủ xe một chiếc xe Kia Cerato và chủ xe đã đổi lại chiếc xe Kia Morning này ạ. Và vừa mới đổi xong là chúng tôi đem ra đây tôi quay tôi bán luôn cho quý vị các bạn ạ, chứ cũng không dọn dẹp, không phải làm cái gì cả. Chiếc xe rất là đẹp rồi ạ, chỉ có rửa qua về bên ngoài đi thôi, còn bên trong là còn nguyên như vậy là tôi đem đây tôi bán ạ. Vậy sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning 2012 này ạ, chiếc xe nhập khẩu ạ. Mời quý vị và các bạn ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning 2012 này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe được trang bị màu trắng ngọc trinh quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tuy chiếc xe được sản xuất năm 2012 nhưng nhập về Việt Nam mình và đăng ký lần đầu là năm 2016 đấy quý vị các bạn ạ. Tính ra là sử dụng đến bây giờ mới là 6 năm quý vị các bạn nhé. Gần 6 năm thôi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này là chúng tôi mua về một phát là chúng tôi rửa bên ngoài đi thôi. Đấy, rửa bên ngoài là tôi đem ra tôi quay luôn đây này. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa cần dọn rửa gì, lát nữa là tôi sẽ quay cho quý vị bên trong. Bên trong là nó hơi bẩn một chút, bên trong thì phải dọn dẹp sạch sẽ nó mới đẹp được. Còn bên ngoài thì chỉ cần rửa đi cái là nó đã đẹp như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chiếc xe này nền nó còn rất là đẹp đây này. Cái nước sơn cũng còn rất là sơn ít, do sơn ít cho nên là nó rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cabo này, cabo sơn zin nguyên bản này. Đấy, những cái bên hông này, bên hông, bên lái, bên phụ đều còn nguyên bản, rất đẹp. Tức là sơn ít thôi quý vị bạn ạ, chứ bây giờ là những chiếc xe này bảo chưa sơn thì hơi khó. Sơn rồi nhưng nó sơn ít cho nên là nó rất là đẹp. Sơn ít tức là cái nước sơn nó mỏng cho nên là nhìn cái nền nó vẫn cứ căng. Chứ còn nếu như sơn nhiều rồi thì cái nền nó võng, nó trùng rồi quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ về cái phần bên ngoài, bên vỏ này rất là đẹp. Chúng tôi không phải sơn đâu quý vị bạn ạ. Vừa mới mua về hôm qua, do chủ xe đổi ạ, chủ xe mua Kia Cerato và đổi lại chiếc xe Morning này đấy ạ. Đây là cái cụm đèn đằng trước đây quý vị bạn này. Cụm đèn pha này còn mới, mới đẹp nguyên quý vị các bạn ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, phía bên dưới là cái cụm đèn gầm. Rất là mới, những cái phần đèn, phần nhựa này nhé. Phần nhựa cũng còn rất là mới. Phần nhựa, phần ca lăng, những cái phần chrome này cũng đều rất là mới luôn quý vị các bạn này. Từ 2012, nhiều người cho là đời sâu, nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là cứng quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha này, rất là mới luôn đây này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và chủ xe cũng đã độ lên auto rồi quý bạn nhé. Đèn nổ này, start stop và auto, khi mà chúng ta cầm chìa khóa mà đi ra cách xa khoảng 2 mét là bắt đầu tự khóa cửa và tự gập gương. Đấy, đây là cái phần mà chủ xe đã độ lên quý vị bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp luôn này quý vị các bạn này. Và đặc biệt là cái dàn lốp này là còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này chủ xe mới thay, cái dàn lốp này còn rất là dày đây này. Cả dàn lốp còn rất là mới, rất là đẹp này. Chủ xe đã thay một cái dàn lốp mới. Cả một cái dàn lốp này chủ xe vừa mới thay xong. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà bây giờ mua chiếc xe này về thì cứ yên tâm đổ xăng vào mà chạy thôi. Không có gì phải làm cái gì cả. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái cụm đèn hậu này quý vị các bạn này. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Nhìn về đằng sau này thì xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, cụm đèn đóm rất là đẹp luôn. Đây là đèn đấy quý vị bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì đâu. Đây là những cái này là những cái vết bẩn này. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút đây này. Cạo đi là nó hết ạ. Đấy. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Dàn lốp mới tinh, chủ xe mới thay. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều mới tinh luôn quý vị bạn nhé. Chủ xe thay cả một cái dàn lốp luôn. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu gập điện và tay nắm là tay nắm chrome luôn quý vị bạn nhé. Những chiếc xe khác với những chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nhưng mà là cái bản van nhé, bản van thì là cái tay nắm bằng nhựa và còn là nhựa đen cả. Về là nhiều người phải sơn lại theo màu vỏ xe chứ là nó bằng nhựa thôi. Đấy, phiên bản nhập khẩu rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ, không có cái gì mà phải chê nữa. Đẹp mới như thế này rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 này và tại Hàn Quốc đây quý vị bạn nhé. Đấy. Toàn bộ này là chữ Hàn Quốc. Đấy. Sản xuất năm 2012. Đấy, quý vị các bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất nhé. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị bạn. Thứ nhất là về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, tôi quay chậm lại và sát lại cho quý vị bạn thấy được là keo chỉ nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Chưa có tháo ra một con ốc nào cả. Đấy. Vô lăng, cần số, ghế da còn nguyên bản hết luôn này. Bộ ghế da nguyên bản theo xe còn nguyên. Đấy, bên trong là nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì. Đây quý vị bạn xem đây đấy. Bên trong vẫn còn bẩn nha, còn chưa hút bụi bên trong cơ. Đấy, bên trong này còn chưa hút bụi cơ vì chưa có dọn dẹp gì cả. Tôi chỉ rửa qua được cái bên ngoài đi để quay, để chụp ảnh cho quý vị các bạn xem thôi. Đấy, và xe cũng đã có cả sấy ghế rồi quý vị bạn nhé. Đấy, sấy ghế này. Đấy, sấy ghế, hai hàng ghế trước là có sấy ghế này. Vô lăng nguyên bản này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên lái nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản, chưa có tháo một con ốc nào cả. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất này từ những cái phần da, phần nhựa cho đến phần nỉ. Đây là phần da đây quý vị các bạn này, còn nguyên bản hết nhé và còn rất là đẹp này. Đấy, từ phần da, phần nhựa này, những cái phần nhựa này cho đến những cái phần nỉ này còn rất là mới, rất là sáng quý vị các bạn ạ. Phải nói là một chiếc xe nhập khẩu đi rất là đẹp đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần nội thất nhé. Đây là cái start top này. Tôi bật lên cho quý vị bạn xem về cái phần đồng hồ. Đó, đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe đây. Chiếc xe đã lăn bánh được 8,9 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này thì tôi cam kết với quý vị bạn là chúng tôi không tua. Đấy, lăn bánh bắt đầu từ năm 2016 đấy. Nhập khẩu về Việt Nam mình là 2016. Đấy, rất là đẹp này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển rồi. Đấy, vô lăng tích hợp các phím điều khiển quý vị các bạn nhé. Đầu DVD, màn hình, camera lùi đầy đủ cả rồi quý vị bạn ạ. Đấy, tích hợp cả chân cắm USB này. Đấy, sấy ghế, hai hàng ghế trước này. Hai hàng ghế trước đều có sấy quý vị bạn nhé. Vô lăng nguyên bản này, cần số cũng còn nguyên bản này. Vô lăng, cần số đều còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Đấy, đây là về cái phần nội thất. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau ra cho quý vị cùng xem về cái cốp sau nhé. Cốp sau đây ạ, cốp sau cũng còn nguyên bản luôn này. Chưa có một cái vết tháo nào của cái cốp sau này đâu quý vị bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái cốp sau này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn nhá. Alo. Đây là cái ốc bản lề của cái cánh cửa phía sau bên phụ đây quý vị bạn này. Ốc bản lề còn nguyên bản hết luôn này. Chưa có tháo một con ốc nào cả, còn nguyên bản hết ạ. Và tiếp sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần khoang động cơ này quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị bạn xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đây là cái phần ốc cabo quý vị bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên bản đây này. Đấy, từ những cái ốc chân bên trong, đấy, ốc chân bên trong này cho đến ốc ngoài. Ốc còn nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ này còn nguyên bản này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị tháo cái nắp cabo này ra đâu. Cabo còn sơn zin nguyên bản này nhé. Cả cái cabo này còn sơn zin nguyên bản này quý vị bạn này. Chúng tôi cam kết là cái cabo này còn nguyên bản này. Tem vẫn còn nguyên đây quý vị bạn nhé. Đấy. Những cái tem của cabo này là còn nguyên luôn này. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ những cái cụm đèn này cũng còn nguyên, chưa có phải bóc ra làm cái gì cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đây này. Một chiếc xe rất là đẹp đấy quý vị bạn nhé. Đấy. Không những mà nó đẹp mà nó lại còn nguyên bản. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới đổi về được cái là chúng tôi đem vào đây tôi rửa qua bên ngoài. Và bên trong là còn nguyên. Bên trong chúng tôi chưa dọn đâu quý vị bạn ạ. Còn nguyên bản hết này. Tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết. Và cái động cơ này còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Nó hơi bẩn một chút thôi. Hơi bẩn một chút thì quý vị bạn bảo là chiếc xe này đã sử dụng 6 năm rồi. Bây giờ nếu như tính cả năm sản xuất của nó nữa thì đến 10 năm rồi. Nhưng mà nó còn đẹp còn mới như thế này. Đấy. Cái... chính vì nó đẹp, nó mới cho nên chúng tôi không cần phải dọn cái máy nữa. Máy này không dọn mà nó đã đẹp như này rồi. Nếu bây giờ dọn đi thì nó lại mới quá quý vị các bạn ạ. Đến đây quý vị các bạn lại bảo là chúng tôi làm lại hết rồi. Đấy, cho nên nó còn nguyên bản này. Còn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị hệ thống phanh ABS quý vị bạn nhé. ABS 4 bánh. Đấy. Rất là nhiều người không hiểu biết được là cái phanh ABS mới lại phanh đĩa như nào. Cứ hỏi là phanh ABS 4 bánh, 2 bánh. Đương nhiên là ABS 4 bánh đây quý bạn nhé. Đấy, cụm phanh ABS này, này. Tôi quay cho quý vị bạn xem ở bên dưới đấy. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Một chiếc xe 2012 mà mới còn đẹp như này đấy ạ. Chưa dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 286 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng để đón nhận những sản phẩm mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ.